Phụ nữ lâu ngày ấy mà không quan hệ có làm sao không? Hôm trước Từ Sĩ Hoài có đăng một video nêu về những điều sẽ gặp nếu mà lâu mà không đi hát ấy. Nhiều chị em ấy cũng để lại bình luận cũng như là tin nhắn nhờ Từ Sĩ giải thích thêm. Thế nên là ngày hôm nay Từ Sĩ sẽ làm thêm một video nói về cái chủ đề này cụ thể hơn nhé. Thì bình thường như chị em chúng ta là phụ nữ thì sẽ có nhu cầu giải tỏa. Vì vậy nếu mà chúng ta mà kiêng quá lâu ấy thì cũng sẽ có một số vấn đề. Đến đây chắc hẳn chị em sẽ có thắc mắc là lâu ở đây là bao lâu đúng không ạ? Thì dược sĩ xin trả lời cái thời gian bao lâu ấy còn tùy thuộc vào từng người. Thế nhưng mà có thể tính theo tháng năm ấy thì cơ thể chúng ta rất là thông minh. Cái gì lâu mà không dùng ấy thì nó sẽ giảm cái cung cấp năng lượng đến cái phần đó. Ví dụ như nếu như chúng ta lâu ngày không vận động thì cơ của chúng ta sẽ dần dần teo nhão đi đúng không ạ? Tương tự máu chúng ta đến cái vùng khung chợ tử cung hay là ông hộ của chị em lâu ngày mà không pH ấy thì nó cũng sẽ giảm cái cấp máu xuống vì chúng ta không sử dụng đến đó nhiều. Đấy là cái tình trạng của nhiều chị em khi đã độc thân khá lâu này hay là kết hôn muộn. Thậm chí nhiều chị em gặp phải cái tình trạng là mãn kinh sớm và cũng khó lấy lại cái cảm giác ham muốn khi mà pH. Từ đó chúng ta sẽ có cái tình trạng mà teo khô và cả những cái triệu chứng của tiền mãn kinh luôn. Tức là chị em sẽ gặp những cái triệu chứng là bốc hỏa này, bứt rứt này, khó chịu này, đổi cáu này, âm đạo khô này, kinh nguyệt không đều này, đau mỏi cơ xương khớp này. Đấy là những cái triệu chứng giống y như chị em đang bị tiền mãn kinh. Ngoài ra thì theo dược sĩ đọc được đối với những cái thông tin ở bên quan điểm của đông y thì việc mà chị em lâu ngày không pH ấy thì cũng ảnh hưởng đến sự lưu thông của các cái khí ở bên trong cơ thể. Những cái chị em đấy cũng sẽ dễ bị cáu hơn. Chị em có thể hiểu đơn giản như thế này: nếu mà chị em có nhu cầu nhưng mà lại bị kiêng lâu thì điều đấy sẽ dẫn đến việc mà bị stress này hay là dễ cáu giận. Việc stress như vậy lại ảnh hưởng đến nội tiết của chị em, sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ, ảnh hưởng đến cả sự tăng tiết của âm đạo. Nhưng cái điều này ấy, nó sẽ xảy ra khi mà đủ lâu, như dược sĩ có nói ấy, tính theo hàng năm, còn nếu mà 1-2 tháng thì nó lại không đúng. À mà dược sĩ vẫn phải kể với chị em điều này nữa, có chị em kể ấy, thì vẫn sinh hoạt điều độ thế nhưng mà chu kỳ của chị em vẫn không đều thì có thể là do những nguyên nhân khác. Ví dụ như là những chị em đã trên 45 tuổi này thì có thể là do tiền mãn kinh hay là nội tiết thay đổi, thì khi này ấy, chị em cần bổ sung những cái viên uống nội tiết để điều hòa kinh nguyệt của mình nhé. Đối với chị em mà trên 40 tuổi cũng đang có cái tình trạng mà bốc hỏa này, cáu giận này, hay là mất ngủ này, hay là đổ mồ hôi này, hay là đau nhức xương khớp này thì cũng cần những cái giải pháp như là những cái viên uống nội tiết. Thì khi mà dùng những cái viên uống nội tiết dạng này này thì nó sẽ có thấy cái chu kỳ kinh nguyệt khá đều này, kèm với khi mà bổ sung đấy thì cái tinh thần mình cũng thấy tốt hơn, giảm được những cái cơn bốc hỏa này hay là vã mồ hôi hay là những cái tính cáu giận này. Thì dược sĩ cũng đã từng khuyên một số cái chị em mà dùng những cái dòng mà chiết xuất từ sông Tố Nữ này, những cái dòng ngoại nhập này, sau đấy theo dõi. Thì những ai mà theo dõi dược sĩ này mà đã dùng hiệu quả rồi thì mọi người hãy cùng bình luận vào đây nhá. Ngoài cái việc cải thiện nước nôi cho chị em ấy thì giảm những cái triệu chứng mà có thể gặp của những cái chị em mà tiền mãn kinh ấy, còn cái việc là đẹp da này và giảm tụ tóc. Vậy thì chị em trên 40 tuổi ấy thì nội tiết của mình đã giảm rồi ấy, thì có thể bổ sung những cái dòng mà nội tiết từ thực vật như thế này này. Đó là những dòng mà chiết xuất từ sâm tố nữ rất là hiệu quả. Nếu mà chị em nào có thêm những câu hỏi hãy nhắn tin cho dược sĩ, dược sĩ sẽ hỗ trợ chị em vượt qua những cái giai đoạn như thế này.